will help you in your daily practice. But if you want to go to the future, then we speak about the Almax model. Thì các chị thấy là với cái tư điện crypto với lại cái simple rule of thumb là thực sự để giúp cho mình thực hành hàng ngày rồi nó cũng đủ giúp cho chị đánh giá sẽ có cái số vụ rất tốt rồi. Tuy nhiên nó cũng phải hướng về tương lai để bây giờ phát triển nhiều hơn nữa thì các chị sẽ dùng cái mô đồ này. And the Almax model helps us because in your daily practice you see a lot of normal ovaries, you see functional cysts, you see benign tumors, borderline tumors, primary invasive tumors, and sometimes metastatic tumors or metastasis from the breast, from the stomach, from the colon, which is in the ovary. And sometimes you don't know that as breast cancer, you only see the metastasis, and that's metastatic tumor. Cái app này nó sẽ giúp cho các bạn trong cái việc thực hành hàng ngày các bạn sẽ gặp những cái như ung thư lành tính, nang chức năng, một ung thư bình thường, u giáp biên hoặc là u ung thư nguyên phát và thậm chí có những cái u di căn mà các bạn chỉ thấy được cái tổn thương ở buồng trứng mà không thấy được những cái tổn thương như ở vú, ở đại tràng và các test model này sẽ giúp cho các bạn phân loại. So the Almax model was published in 2014 in the BMJ. Các test model này được bắt lịch vào năm 2014 vào cái tạp chí BMJ. And it was the first model that can distinguish not only between benign and malignant, but also between benign, borderline, early, advanced stage invasive, and metastatic tumors. Cái mô đồ này nó không những giúp cho các bạn phân biệt được giữa một cái u lành một cái u ác mà nó còn giúp cho các bạn phân biệt được các sự tích của cái u ác là nhóm borderline, nhóm nguyên phát và nhóm di căn. So it's applying to all masses. So nó có thể áp dụng cho tất cả các u trứng. And it was based on almost 6,000 patients with a tumor, so 2,000 cancers and 4,000 benign tumors. Nó áp dụng cho 5,909 bệnh nhân với gần 4,000 khối u lành tính. So you see a benign tumor, and then you see malignant tumors. Đó, bạn thấy được cái màu đỏ ánh nét bên khối màu xanh là khối u lành tính và nhóm u ác tính là khối màu cam. And your next model will select the borderlines, stage 1 ovarian cancer, stage 2 to 4 ovarian cancer, and metastasis. Và cái nhóm cái test này nó sẽ giúp cho các bạn phân loại được nhóm borderline, nhóm ung thư buồng trứng giai đoạn 1, giai đoạn từ 2 tới 4 và nhóm nguyên và nhóm thứ phát. And either you can download the app here, is the app. So in the Apple Store or on Android, it's called Yota Model Almax. And then you can also have our website, and there you have a free calculator, and you have to introduce the age of the patient. Whether you're working in an oncology center, because if you are in a regional center or in an oncology center, that makes a difference. In an oncology center, you will see more malignancy. Các bạn có thể download cái Almax model ở trên Android và trên App Store hoặc là có thể dùng tính trực tiếp với chỉ số ở trên mạng. Nó có một cái trang web riêng và các bạn sẽ nhập vô các chỉ số tuổi có phải là trung tâm ung bướu không. Nếu như là trung tâm ung bướu thì cái nguy cơ là cái số chẩn đoán nó chính xác hơn và cái nguy cơ nó hơi cao hơn. And then C125 is mandatory, so it's optional. So you can use C15 or you can't use it, so that you can choose. Các bạn có thể có cái chỉ số CA125 hoặc là không có cũng được. And then there's 6 ultrasound variables, easy variables, the maximum diameter of the lesion, maximum diameter of the solid components, more or less than 10 cyst locules, the number of regulations, 1, 2, 3, 4 or more, acoustic shadows and size. Và 6 cái biến siêu âm nó rất là dễ có thể ghi nhận được, đó là đường kính lớn nhất của cái tổn thương và cái đường kính lớn nhất của cái phần đặt lớn nhất và cái u
hay không, cái số lượng chồi là bao nhiêu, có bóng lưng hay không và có dịch vụ hay không. Okay, so you see, no doubt. Và các bạn thấy là không có đắp lơ trong cái bản này. So largest diameter of the lesion. Đây là lấy cách đo cái đường kính lớn nhất của cái tổn thương. The maximum diameter of the largest solid component. So this is solid component here, 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 here. And you measure the largest diameter. Và đây là cách mà đo có phần đạt lớn nhất, có nhiều cách đo mà chọn cái đường kính lớn nhất. So in any direction. Nó ở bất cứ hướng nào chọn cái đường kính lớn nhất là được. And because sometimes it's difficult to see this is a blood clot or is a solid component. In case of doubt, you go for the worst case scenario. So then you will say, if you're really certain, then you say solid. Trong cái trường hợp mà các bạn thấy một cái phần mà các bạn không biết được đó là phần đặc hay là giải sử do bộ mô đông thì các bạn cứ cho nó là cái phần mà xấu nhất, cho nó luôn là một cái phần nặng luôn. More than 10 cystophils, yes. Các bạn thấy cái này là hơn 10 thùy. Yes, this is more than 10. The number of papillary projections. Đây là đến cái số lượng chồi trong cái thành u. And your colleague nicely showed the papillary projection is any solid protrusion into the cyst cavity from the cyst wall with a height greater or equal to 3 mm. Như bác sĩ Quyên hồi nãy đã có nói là cái phần đặt cái phần chồi á là cái phần nặng lồi vô lên cái thành vô lên cái thành trong của u và có cái chiều cao lớn hơn 3 mm. And if a papillary projection is always solid tissue. Và nếu như có phần chồi luôn luôn đồng nghĩa với là nó luôn là phần nặng luôn. Okay. And if you have a papillary projection, then the cyst wall is always irregular. Even if it's a smooth papillation, the cyst wall is irregular. But mà nếu như cái phần chồi á thì cái thành u luôn luôn tính là không trơn láng và không đều, dù cho cái phần còn lại có trơn láng có chồi thì luôn tính là không trơn láng không đều. Okay. And you measure the height from the internal cyst wall and sometimes it's difficult, is this one papillation or two papillations, and then you see if this valley is larger than 50% of the top, then it's two different papillations. So this is two papillations. If it were only two here, then it's one papillation. You see? Thỉnh thoảng á là rất là khó phân biệt là một chồi hay là hai chồi. Nhưng mà nếu như cái khe mà giữa hai cái chồi đó nó lớn hơn 50% cái chiều cao của cái chồi thì coi như là mình tính đó là hai chồi. Because sometimes it's difficult. Is it one papillation or two? So then. And acoustic shadows. Này là cái bóng lưng. What type of tumor do you think this is? Các bạn nghĩ cái khối u này là khối u gì vậy? It's regular, solid, acoustic shadows. Regular, bờ đều, không có gì cả. What do you think is the histology? Benign, yes. Benign fibroma, yes. Fibroma of the ovary. Yes. Đây là một khối u sỏi, u sỏi bùng trứng. So acoustic shadowing, and then ascites, that means fluid outside of the pelvis. So sometimes your fluid is in the vaginal pelvis, uterus. But if the fluid is above the uterus, then it's ascites. Đây là cái định nghĩa về dịch vụ. Thỉnh thoảng là các bạn sẽ thấy cái dịch vụ một ít dịch ở cuối cùng luôn ra. Nhưng mà khi mà cái dịch mà nó nằm ngoài tử cung và nó nằm phía trên tử cung thì đây là dịch bụng luôn. Okay, so to repeat, we have 6 ultrasound levels in apnex, maximal diameter of the solid lesion, maximal diameter of the solid part, more than 10 cystophils, yes or no, the number of papillations, 0, 1, 2, 3 or more than 3, acoustic shadows, yes or no, ascites, yes or no. Đây là một cái bản tóm tắt lại các đặc điểm của siêu âm trên cái mô đồ SNS. Là thứ nhất là đường kính lớn nhất của tổn thương tính bằng đơn vị mm, đường kính lớn nhất của cái phần đặt lớn nhất có lớn hơn
người chối hay không, hai cái miếng này mình sẽ trả lời là yes hoặc là no, và cái nữa là chối ở trong hành u, cái miếng này mình sẽ có bốn giá trị là 10, 1, 2, 3, và có bốn lương hay không, yes hoặc no, và có dịch vụ hay không, miếng cũng là yes hoặc no. Okay, so now we can start. But if you use up next, it's two steps. The first step is demand or manipulate. Nếu như các bạn sử dụng cái AppNet model này thì cái bước đầu tiên của cái AppNet này nó sẽ giúp các bạn phân biệt đây là có vụ lành tính hay là ác tính. And then the second step is so for example, and then you can use a cutoff. Here for example, we use 10% cutoff. If you use 10% cutoff, then you have a very high sensitivity. So now sensitivity is 96%. Specificity is lower, only 71%. If you use cutoff of 20%, then your sensitivity drops a bit, and so to 90, but your specificity goes up to 80%. So it's, you can choose what level you want, because what's most important, that you don't miss any cancer, or that you don't refer too many patients to the oncologist. So that's a balance, and in every country this is different. Đây là một cái model mà các bạn có thể lựa chọn cái cách off tùy theo cái mục đích sử dụng của các bạn. Các bạn có thể sử dụng cái off 10% này thì các bạn sẽ nhận được cái giá trị của độ nhạy là 96% và cái độ đặc hiệu là 71%. Tuy nhiên nếu như các bạn không muốn chuyển bệnh nhân đến một bác sĩ ung bướu phụ khoa, không muốn chuyển lầm một bệnh nhân tới, mà các bạn không muốn bỏ lỡ một cái ung thư đang không muốn bỏ lỡ một ung thư, thì các bạn có thể nâng cấp off về lên 15% hoặc là giảm xuống 5% tùy theo cái mục đích của các bạn sử dụng cái mô đồ này là gì. And then this is a validation data. You see the AUC, that's the area under the curve, and if you compare this to the risk of malignancy index, you see this is not so good. The MS is the best model we have. That's the green line. And simple rules, they're also very good, but simple rules is only yes, no. AppNex give you a percentage, so it will tell you this patient has 99% chance of benign tumor or risk of malignancy. So. Đây là một cái nghiên cứu cho thấy cái diện tích chuyển đường cong của các cái model. Thứ nhất là cái RMB, mình thấy cái RMB là cái đường màu đỏ này, thì mình thấy là cái diện tích chuyển đường cong của nó không lớn bằng hai cái phần còn lại, cho nên cái RMB này nó không tốt. Cái tốt là cái AppNex và cái Simple Rule, hai cái này nó gần như tương đương nhau, nhưng mà với cái Simple Rule thì nó chỉ trả lời cho các anh chị là có hoặc là không, tức là ác hay lành. Còn cái AppNex này nó còn cho các anh chị một cái phần trăm, bao nhiêu phần trăm đó là ác tính nữa. Then the second step is to differentiate. So first, benign malignant, and if you say malignant, then you can look at the different subtypes, borderline, stage 1, stage 2 to 4, or metastasis. Khi bước 1, các bạn đã trả lời được là ác rồi, và khi đó nó đã trả lời là ác, thì vô cái bước 2, cái ác này nó sẽ giúp cho các bạn phân loại theo các subtyp, nó là borderline hay là u buồng trứng giai đoạn 1. And if you see it's borderline, then you can go for fertility sparing surgery in young patients who want to become pregnant. If it's stage 1, you can do the proper surgical staging. If it's advanced ovarian cancer, then sometimes you can first give neoadjuvant chemotherapy or so. And if it's a malignancy from breast or colon, then of course you have to treat it in the best way for that type of tumor. Và đương nhiên là cái việc phân loại nó sẽ giúp cho cái việc điều trị, tiên lượng điều trị nó sẽ khác nhau. Chẳng hạn như nhóm borderline thì mình sẽ ưu tiên bảo tồn chức năng duy trì sinh sản cho bệnh nhân. Mình sẽ bảo tồn trứng. Còn nếu như đó là nhóm 1, nhóm 2 thì cái tiên lượng sau đó và cái điều trị sau đó nó sẽ phụ thuộc vào giai đoạn của cái ca buồng trứng là giai đoạn nào. Mình có thể sử dụng thêm cái hóa trị liệu hay không. Và nếu như nó là một cái di căn thì cái việc đầu tiên là mình phải điều trị cái ung thư nguyên phát trước. And then you can look at the probability of benign tumors, borderline,
bạn nghĩ đây là ô gì nhỉ? How would you describe it? Unilocular, multilocular, multilocular cell? Unilocular. Hematoma, yes. So that's easy descriptor. Here? You've seen it already, but hope you remember the tumor. So it's solid, irregular, coarse core 4. So 72 years old, irregular solid tumor, no acoustic shadows, coarse core 4, but we don't need it for our next coarse core, but we know it. And then, nguy cơ nền thì mình thấy là cái nguy cơ này nó đến 6 đến 1% trong khi
cái nguy cơ di căn nó đã giảm xuống cái còn 7%. Mình nghĩ bệnh nhân này nguy cơ cao vẫn là ung thư từ giai đoạn 2 đến giai đoạn 4. Okay, so now we think it's very likely to be stage 2 to 4 ovarian cancer. Ông nhắc lại là mình nghĩ nguy cơ cao là từ giai đoạn 2 đến giai đoạn 4. And it was high grade serous ovarian cancer stage 3. Đây là một cái u trứng thanh dịch cao đó. U thanh dịch rất cao. The next patient is 52 years old. It's a regular solid mass, 5.9 centimeters, no acoustic shadows, color score 3, DO3, and there is a sinus. You see there's lots of fluids. So this is bowel, and this is the sinus. Cái bệnh nhân này mình thấy là một phụ nữ 52 tuổi có một cái khối u đặc bờ đều kích thước là 59-60, không có bóng lưng, hai điểm màu ở mức độ 3 và có hiện diện dịch, đây là ruột, còn đây là dịch bụng. Okay, who thinks it's benign? You can raise your hand. Ai nghĩ là tính vui lòng giơ tay lên. Who thinks it's malignant? You can raise your hand. And who would like to see the results of your next model? I would like to see it. Okay, so it's not an easy case because, of course, she's just postmenopausal. There is ascites. It's not color score 4, but we see ascites that's not present. So 52 years old, she's going to an oncology center, the maximum diameter is 60 millimeters, the lesion and solid parts are the same. It's not irregular, but regular solids. You see more than 10 W's? No. Populations? No. Acoustic shadows? No. We have no Z125 because she's now here for the first time. So we have to wait for the Z125, but we can already calculate. Sau đó mình nhập các dữ liệu của bệnh nhân trong đây. Bệnh nhân 52 tuổi, trung bao 44, đường kính lớn nhất 60, rồi nhiều không có nhiều hơn 10 thùy, không nhú, không bóng lưng, và vì bệnh nhân mới đến lần đầu nên mình không có giá trị xe 125. And here's results. Đây là kết quả. Risk of malignancy 95%. Cái nguy cơ ác tính lên đến 95%. And if you look here, 95% so it's malignant. You're right, I think. And then stage 2 to 4, I guess, 75%. So that's going up from 14 to 75. So the relative risk is 5.4. Các bạn nghĩ là ác tính là đúng, tại vì lên 95% rồi và ung đây là ung thư giai đoạn từ 2 tới 4. So với nguy cơ này thì cái giai đoạn từ 2 tới 4 này gấp tới 5 tới 4 lần. But also the risk of metastatic cancer goes up from 4 to 15%, so that's relative risk of 3.8. Tuy nhiên là cái phân loại ung di căn nó cũng tăng lên gấp 3-8 lần, từ 4% lên 15%. So without C15, you would think it's most likely to be stage 2 to 4 ovarian cancer. Cho nên các bạn nghĩ chắc khả năng nhiều nó sẽ là cái ung thư giai đoạn 2 đến giai đoạn 4. And now we have the lab results, we have C15, and we fill it in. Và đây là kết quả sau khi mình đã có kết quả CA125. And see what happens. The risk of malignancy is 82, but the risk of metastatic cancer is 34%, and the risk of stage 2 to 4 ovarian cancer is 33.7. So this goes down to 2.4 relative risk. And here the relative risk for metastatic cancer is 8.6. Sau khi có kết quả CA125, nguy cơ ác tính giảm xuống, trong khi nguy cơ từ giai đoạn 2 đến giai đoạn 4 cũng giảm xuống, còn nguy cơ di căn lại tăng lên. Và so với cái giá trị tương đối thì mình thấy cái u loại di căn tăng lên tới 8-6 lần, trong khi u từ giai đoạn 2 đến giai đoạn 4 giảm còn 2-4 lần thôi. So if you go back
So you see how it changes the calculation. And this is because the C125 was low. And if C125 is low, then it's more risk of metastatic cancer. And here's the tumor. And they thought he was a gastric cancer, a stomach cancer, metastatic to the ovary. So that's what we call Guttenberg tumor. Trong cái kết quả 200 giảm thì nguy cơ ung thư di căn cao lên, và kết quả phân loại cuối cùng là ung thư buồng trứng di căn từ dạ dày, hay là gọi với tên khác là ung thư gan bớt. If you see the metastatic tumors from the stomach, it's usually like this, solid tumor. If you see metastasis from the breast, it's also solid tumor. If you see metastasis of lymphoma, solid tumor. Cái ung thư căn nó sẽ phụ thuộc vào cái ung thư phát nó nằm ở đâu. Nếu như các bạn thấy một cái ung, nếu như mà ung thư căn nó xuất phát từ nhất là vú, thứ hai là dạ dày, thứ ba là một cái lymphoma, thì thường các bạn sẽ thấy một cái hình dạng ung lồ đặc. If you see metastasis from appendix tumor, colon, or not the liver, pancreas, you know, pancreas, that's producing the insulin, pancreas. So then you have multilocular metastasis. Nếu như các bạn thấy một cái di căn thứ nhất là từ ruột thừa, appendix, cái từ tụy, và một cái nữa là từ đại tràng á, thì thường nó sẽ có hình dạng u gan thùy. And here again is our borderline tumor. Which used up next, you know, it was a young patient, 23 years old, seen in an oncology center. The lesion was 47 millimeters. The maximal diameter of the solid part was 11. There was only one globule, and the number of populations more than 3. 2-6 centers, no. And we have no C125. Và đây là một cái bệnh nhân khác trẻ 23 tuổi, trung tâm ung vú, đường kính lớn nhất 47, đường kính phòng đặt lớn nhất 11, nhỏ hơn 10 thùy, số không có chồi, không có bóng lưng, và chúng ta cũng không có giá trị xe 1.25. Okay, we calculate, and what do you see? Is it benign or malignant? Các bạn nghĩ ung thư ác tính hay lành? Malignant? Yes, no, but it's above the cutoff. We use the cutoff level of 10%. So if it's more than 10%, or you can use 20%, if it's above this cutoff level, you say malignant. And then in the malignant group, so step one is benign or malignant. Các bạn thấy là cái kết quả của cái bệnh nhân ngày nay là nguy cơ ác tính là 51%, lành tính là 49%. Tuy nhiên, mình tự chọn cutoff là do mình. Bởi vì ông chọn 10% nên ông nghĩ rằng nó là một cái ung ác tính. And then step two is what type of malignancy? Because here it's above the cutoff of 10 or 20%, so it's malignant. And then you check, or probably malignant, and then you check, is it primary invasive? Is it metastasis? Is it borderline? So what does it look like? Xong cái bước 1 là mình phân làm nhà ác, rồi cái bước 2 mình nếu là ác, đã chọn là ác rồi, khả năng là ác, thì mình nghĩ cái nhóm cái ung này sẽ thuộc nhóm nào trong cái nhóm ác, đó là u borderline hoặc là So the risk of borderline is really going up from 7%, no, from 6% to 41%. Cái nhóm mà u borderline thì nguy cơ này là 63%, trong khi bệnh nhân này là 44%. So the relative risk is more than 6. Cho nên cái nguy cơ tương đối là lớn hơn 6. And if we now have C125, and you know C125 was normal, then it even goes up more. It's, the risk of malignancy is the same, and borderline goes up to the relative risk 6.8. So it's very likely to be a borderline tumor. Sau khi có kết quả C125 thì C125 bình thường thì hầu như là cái nguy cơ nó không có thay đổi nhiều, thì cái nguy cơ của cái borderline nó vẫn như vậy, và khoảng 6.8 tương đương tương đối với 6. And
and it was borderline brain as you know. Đây đúng là một cái u giáp biên ác. Okay, so if we look at sensitivity specificity for the diagnosis of malignancy, if you use a cutoff of 1%, then of course you have a very high sensitivity. So this is something you could say, if the risk is less than 1%, we don't do surgery. We simply wait and see and follow it up. Nói về cái mặt độ nhạy và độ đồng hiệu để chẩn đoán một cái u ác tính á, thì mình có nhiều lượng chất ốc. Nếu như mình chẩn ngưỡng 1% thì mình thấy là cái độ nhạy nó rất cao. Và những cái bệnh nhân mà nhỏ hơn ngưỡng 1% này thì coi như mình nghĩ 100% là hầu như là lành tính rồi, mình không cần theo dõi luôn. And then if the risk cutoff is 30% or more, then you can say we still have a very good sensitivity for cancer and a good specificity. So this is good to say this patient goes to the oncologist or this patient can be treated by the local gynecologist and do laparoscopic surgery. Nếu như các bạn chọn ngưỡng cut off 20% thì nó có một cái sự cân bằng giữa độ nhạy và độ đặc hiệu, và có thể bệnh nhân này sẽ được gửi đến một cái trung tâm ung bướu phụ khoa, hoặc là bệnh nhân này sẽ có khả năng sẽ được làm một cái phẫu thuật nội soi. So you can use this as a traffic light and say the green light is risk less than 1%, the red light is if it's above 20%, and in between it's orange and you need to be careful, better operate, but you can do it with the local gynecologist and you can do laparoscopic surgery. Các bạn có thể sử dụng cái ngưỡng cutoff này giống như là một cái tín hiệu giao thông vậy. Nếu như mà nhỏ hơn 1% thì coi như là nguy cơ rất thấp, lớn 20% là nguy cơ cao, và ở giữa là một cái nguy cơ trung bình thì mình sẽ lựa chọn không luôn. Mình sẽ đến đắn đo cân nhắc giữa việc nộp phẫu thuật nội soi hoặc chuyển bệnh nhân tới một cái trung tâm ung bướu phụ khoa. And we have validation studies to see overall if there's a good validation, and the more recent studies are even better. If this is the case, what do you think it is? How do we describe it? Is it unilocular solid? Yes, unilocular has only one locule and solid. This is population, this is population. You see flow in the population. How is the echogenicity? Low level. Low level, yes. It's low level echogenicity. You see small torso, it's a low level. So she's 75 years old. Multilocular because there were a few small locules. I only showed one, and that's why I said multilocular mea culpa. Two locules, lesion diameters 78, more than 3 palpations, acoustic shadows, no. Color score 3. You see, it's not difficult to find flow. You see flow here in the palpations, but it's not abundant, it's not very strong flow. And there's no ascites. Các thông tin của bệnh nhân 75 tuổi có một cái tổn thương đa thùy nằm ở vùng trứng trái, có 2 thùy, đường kính lớn nhất là 78, với lớn có nhiều hơn 3 chồi, và phần đặc trưng cái thước lớn nhất của chồi là 36, không có bóng lưng, color ở mức độ 3, nghĩa là nó không quá khó để tìm mà cũng không quá nhiều và không có dịch vụ. So we fill in regard 75, age of the patient 75, oncology 7 years, maximum diameter of the lesion 78, maximum diameter of solid part is 36, more than 10 locules to know, number of palpations 4, blood focus, and acoustic shadows present, no, ascites, no, 0-5, we don't know it yet. Risk of malignancy 92%. And this is how you see it in the machine. So if you use a machine, then you see this risk of malignancy is 92%. Relative risk, so it could equally be borderline 3.4 or stage 2 to 4, 3.5.
đây là cái thông số sau khi mình điền vô thông tin của bệnh nhân vô thì trên máy tính nó sẽ cho bạn trong cái hình ảnh như vậy, và bệnh nhân này có cái tỷ lệ ác tính là tới 92% trong cái nhóm giá trị tương đối của ba nhóm này là gần nhau, tương đương nhau, gần nhau, 3.4, 2.4, 3.5, cho nên có khả năng sẽ là một trong ba nhóm này. And if we use 0.5, you also have a weighted chart, so all the benign, all the tumors in iota or in light blue, in dark blue, that's the first recognized patient. So it points to stage 2 to 4 and to borderline, but it could also be stage 1. You see, these are the relative risks, so this is a weighted chart. Đây là một cái biểu đồ khác. Đầu tiên là đây là cái nguy cơ này, là cái biểu đồ màu xanh dương thì vẫn nhiều cái lành ô lành tính. Nhưng mà cái nguy cơ thật sự của bệnh nhân này chỉ về phía giai đoạn từ 2 tới 4 nhiều hơn. And now we have C1 to 5, and C1 to 5 is 41, so that's not very high. So see how it changes. The risk of malignancy slightly drops from 92% to 90% because C1 to 5 is low, but it's still very high. So you can classify it as malignant. Sau khi có kết quả 125 là 41 thì cũng không thật sự cao lắm, thì cái nguy cơ ác tính đã thấp xuống từ 92 còn lại 90, nhưng mà nó vẫn còn cao thì nó vẫn là ác tính. And what happens to the relative risks? So the relative risk of borderline increases, it's now 4.5, and it was borderline serous adenoma. Là cái trường hợp này là cái u bờ ra sau khi có xe 125 đã tăng lên tới 4.5, thì cái u này đúng là một cái u thanh dịch giáp pin. Stage 1A. Đây là 1A. And here, what do we see? Is it, how do we describe the tumor? Is it solid? Yes. Is it regular or irregular? Regular. Yes, it's quite regular. Do you see acoustic shadows? Yes. So you see stripy shadows, yeah. Fan-shaped stripy shadows. What's the color score? 2. So she's 55 years old, solid lesion. It's 6 centimeters. Populations, no. Acoustic shadows, yes. Color score 2, no free fluid. 55 tuổi, ung đặt vùng chính bên phải, đường kính lớn nhất là 60, không có chồi, có bóng lưng, color 2.2 và không có dịch vụ. And we use up next. And C1 to 5 cost 7. Và khi áp dụng cho test model với xa 125.7. The risk of malignancy is 7%. The chance of a benign tumor is 93%. Thì cái nguy cơ ác tính có 7% và nguy cơ lành tính có 93%. So how do we classify it? Is it benign or malignant? Các bạn nghĩ cái này là lành tính hay ác tính? It's less than 10% or less than 20%, so it's benign. Cái này có sức ốc là 10%, 17% thì mình cho là lành tính. We look at the weighted chart and it's really pointing to benign as well. Và trên cái biểu đồ này cũng thấy cái mũi tên nó hướng về cái u lành tính nhiều hơn. And it was benign very trivial. Đây là một cái u sợ. This is a difficult case. Đây là một ca khó. How do you describe it? Các bạn nghĩ u này là nhóm nào ạ? U đặc biệt. Solid, okay. Color score 4. Solid, color score 4. It's a solid lesion in the left ovary. It's really not big. It's 4 centimeters, 3.5 by 2. No ablations, acoustic shadows, no. Color score 4, no ascites. Bệnh nhân 57 tuổi, u đặc vùng dính trái, đường kính lớn nhất là 42, không chồi, không bóng lưng, color 2.4 và không dịch vụ. Guys.
quay hay gì không chấp đoán đó các bạn. It's better to remove your flashlight. I cannot see anything. Bạn phải tắt cái đèn quá các bạn. Perfect. Thank you. So we use a max 0.015. So the risk of malignancy is 61%. Okay. Sau khi mình áp dụng cái vô cái model thì cái nguy cơ ác tính lên 61%. And benign or malignant? Malignant. We don't have C125, so it could be stage 2 to 4 ovarian cancer. It could be metastatic tumor. Tại vì không có C125 nên nó có thể là một cái ung thư giai đoạn 2 to 4 hoặc là một cái u di căn. So metastatic tumor relative risk is 3.15, and it was a breast cancer metastatic to the ovary. So again, breast cancer that's solid, gastric cancer solid, and lymphoma solid. Và các bạn thấy cái nguy cơ bệnh di căn nó cao hơn những cái u khác thì đây cũng là một cái u di căn từ vú. Nhắc lại một lần nữa là những cái u di căn từ vú là một u di căn từ lymphoma, một cái u di căn từ dạ dày sẽ có dạng u đặc. And then the last case, it's how do you describe it? Is it solid, multinodular solid? How do you call it? Solid, regular or irregular? Irregular, you see here, so it's really irregular, the outline. Color score, 4, 64 years old, irregular solid lesion, it's a big lesion, 14 centimeters. Acoustic status, no, color score 4, no ascites, C125 is very high, 1500. Bệnh nhân 64 tuổi, u đặc, không đều và không đều trên bên trái. Đường kính lớn nhất 141, không ống lưng, điểm màu là 4. Dịch giới hạn trong vùng chậu, không có dịch ở bụng. Và xe 125 đồng tiền bán 1598. So let's fill in up next, without C125. Then we will see risk of malignancy 88, so very nice. And what could it be? Relative risk of stage 2 to 4 when cancer is 4, metastatic it's 3.16. So it could be equally stage 2 to 4 when cancer. It could also be metastatic, but that's less likely. Sau khi mình áp dụng vô một cái ATLAS model thì mình cho được cái tỷ lệ. And now I filled in C125 and you see the changes. Và sau khi bỏ xe 125 vô thì cái tỷ lệ nó thay đổi rõ. Because C125 is very high, the risk of malignancy goes up to 99.2%. And now it's really pointing to stage 2 to 4 of ovarian cancer. Sau khi có xe 125 thì rõ ràng ca này có tỷ lệ nguy cơ tương đối với 6-52 thì mình khả năng cao đây là một cái ung thư giai đoạn 2-4. And it was high grade serous ovarian cancer stage 2. Và đây là một u thân dịch rất cao giai đoạn 3A. Okay, I think we will conclude here. Thank you very much for collaboration, and then we can go to the test. Thank you. Quý vị đại biểu vui lòng đọc phần hướng dẫn làm bài kiểm tra đang được chiếu trên màn hình. Thời gian làm bài sẽ là 15 phút và 30 giây trong mỗi câu hỏi trắc nghiệm.
xuất huyết. Xưa văn của các bạn đang tham quan.
1802. Đa thủy. B rồi lành tính. B là lành tính nhất, cái chồi rồi xuất huyết này, xuất huyết lành tính, xuất huyết à? Để kia thì chắc là xuất huyết, mỡ mày phá động lực mạnh sao? B là lành tính nhất, là chuẩn nhất, 0.1%. Sợ. B hợp với đâu? Thang điểm mù của lành tính nhất tính mẹ đóng chữ 2 là quá lắc rồi. Cái này thành bồ về axit B là chẳng hết thang điểm mù đúng B hạ tính đúng B hạ tính đúng chắc chắn đơn giản là chỗ hạ tính đúng dài nhất này. Sai nhưng mà nó vậy em định danh của nó này. Này cũng sợ nhiều hơn. Thank you.